cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Hôm nay anh em mình có một nồi lẩu gọi là siêu to khổng lồ nha mọi người. Quá xa đã mọi người ạ. Và anh em mình đã nói chung là nghĩ ra một cái ra vườn rau ăn cho nó thiên nhiên. Nói chung là vườn rau của nhà mình thì rất là sạch nha mọi người nhá, không có tưới phân bắc đâu. Như kiểu đen đen, những cái đen đen như này đấy là do bếp nhá. Do bếp mà mẹ mình tưới vào nhá. Còn tất cả những cái rau này đều gần như là sạch hoàn toàn luôn. Hôm nay là anh em mình có một nồi lẩu, đúng nghĩa là nồi lẩu thập cẩm luôn em mọi người nhá. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Đấy, thập tức là 10. Đấy nhá, 10 món. Hôm nay sẽ có này, tôm hùm Alaska này, cua hoàng đế này, trứng đà điểu, trứng đà điểu và cánh khủng long bay. Đấy. Con này là con cá mú biển. Còn con này là cá sủ vàng. Đấy. Kim chi, xúc xích. Đây là con tỳ hưu. Đấy. Tỳ hưu. Còn đây là con nhộng tằm. Còn kia là thịt bò Kobe Nhật Bản. Đấy, đúng 10 món luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, thập luôn nhá. Đấy. Đây là nồi lẩu của anh em mình này, nồi nước lẩu đây. Đấy. Ôi sao, hấp dẫn đấy. Nói chung là đáng nhẽ ra là phải 11 món cơ. Nhưng mà mọi người biết món gì thiếu không? Món rau. Nhưng mà rau anh em mình để sau. Để xung quanh nhà. Đấy. Bây giờ cho cái gì vào trước? Đây, cho cái này vào trước cho nó màu mè này. Đây. Mấy lại cho trứng vào. Kim Khang. Bắp bẹ. Đấy, thấy chưa? Rau đây chứ rau đâu? Đúng rồi, rau này là vừa chua này, lại còn cái ớt bám kèm theo ăn càng ngon nồi lẩu nhỉ. Cho tất vào nhỉ? Đừng cho tất. Cho tất vào. Không cho tất đâu. Cho tất vào thối lắm. Ui. Cho dày thôi. Hôm nay là rất nhiều món nhá. Trong đấy có những cái món quái khẩu của Ma Đệ là như thế này. Kim chi này. Nhậu. Đấy. Bây giờ mày ăn món gì trước? Cho một con cua hoàng đế. Con đế đi. Hai con cua hoàng đế. Hai con cua, mỗi anh em một con. Con em phải nhiều gạch cơ. Đây, gạch đầy đây này. Rồi, mọi người nhìn thấy gạch chưa? Cua hoàng đế gạch siêu nhiều nhá. Gạch phải có chân đây này. Đấy, cả chân cả gạch đây. Đây. Xôi ui. Cho thêm mấy con 20 con tôm hùm Alaska. Rồi. Cho thêm trứng đà điểu, trứng này anh em mình rửa sạch rồi nhá. Rồi, thế thôi. Nữa đi. Thôi. Cho thêm đây. Cho một mọi người xem mà. Cho một con tỳ hưu vào. Tỳ hưu. Đấy. Với lại thêm sẽ thêm cái một món cánh khủng long bay nhá. Ăn mày thích ăn góc nào? Ăn cái muộn. Anh chặt cái khúc khớp mà. Làm một tháo muộn. Khớp à? Tháo khớp. Ôi trời ơi, rau ngọt lắm. Chung rau của anh em mình thì cực kỳ. Con này dùng càng sắc nha. Cũ rồi. Đấy, thấy chưa? Muốn sở hữu nó thì cứ liên hệ Zalo số 0981640046 nha. Còn đây là cánh tọc ạ. Chặt đồ đi, chặt lấy một khúc kia thôi. Đấy. Ngon chưa? Đôi này đã điểu nạc nhỉ? Mày cầm. Ui, vòng. Ngu dốt. Đại khái là hơi cái giấy ấy. Hơi bị đầy một tí rồi. Hơi bị đầy. May là nó đang không chơi chụp kia, nó chỉ bong bóng. Mình sẽ cho thêm một tí gọi là cá mú nhá. Nhưng mà Cá mú anh em mình câu ở biển biển hồ. Biển à đâu? Ao Nhôm. Ao Nhôm, biển hồ Ao Nhôm. Ao Nhôm ở ngoài chợ ấy mọi người. Một cái ao nhôm câu rất là dễ.
40.000, 45.000 một cân. Uầy. Thái lát. Anh ơi, thế thì thái, ui, ăn tí nữa nó sôi dúng vào ăn. À ừ. Thái cho cái gì này. Cho gì thì cho. Ăn từ từ. Ăn nhiều món đặc sản thì ăn từ từ không có. À. Không, nó lẫn lộn vị lẫn nhau rồi ạ. Không cảm giác gì ạ. Nó bị tắt đấy rồi anh. Không. Sao sôi kém thế? Nồi to chưa sôi hẳn. Anh phải làm cái nồi đấy ấy. Can tổ ong á. Chuẩn hơn. Đấy. Ăn đến đâu xào đến đấy. Từ từ úp nó lại. Thầy úp nó lại đã nha mọi người nha. Cho nó sủi lên. Không anh ơi. Để hai cái món này là anh em mình cắt cơn được rồi. À ừ. Cứ cắt cơn đi. Ui. Đây, thêm một tí lẩu, nó có tí bia và nó sẽ làm bột tô với anh em mình còn. Đấy. Ui trời. Thế thôi, say đấy. Say nào được mà say. Này, anh to cho ăn con nhỏ. Bác ra đây, từ từ. Mình nhỏ mình ăn to. Với cả mọi người nha. À, anh em mình cắt cơn bột tôm nhanh chín nhất mọi người ạ. Ý thế, anh làm anh bỏ hết gạch nó rồi, gọi là cứt ở trên đầu ấy. Tôi đấy gọi là cứt tôm anh à? Ờ, thì chẳng phải bỏ đi để... Nhưng mà em thích ăn cả con này, ngon. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Chung là nồi lẩu siêu to nhưng ăn con bé trước. Ngon lắm. À, trong lúc đợi nồi nước lẩu của anh em mình nó sôi, bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm đồ để về ăn nhá. Đây, đây là vườn rau nhà mình, để xem có những món gì nhá. Đây là tiểu cảnh sân vườn. Đỗ này. Trong này xem nào. Trong này thì chỉ có rau cải thôi. Trong này chỉ có rau cải. Rau cải vào đây. Đâu, tắc kè tắc đâu. Nói chung là rau gì gần như là cũng ăn được hết. Đây là cây rau đay ăn nhất nhất mà hay nấu canh cua. Rau đay thì bị phạt hết nhiều rồi. Mày thích ăn gì? Em thích ăn là cái món này này, ngâm ngâm đắng đắng này. Vì đây là đắng đắng ngâm ngâm, đây là rau tắc tỉ tắc teng. Rau này theo tên trên anh em mình gọi là tắc tỉ tắc teng. Nó gọi tầm bóp. Tầm bóp. Đấy, rau tầm bóp. Ăn ngâm ngâm ngon lắm mọi người. Đây đây này. Sợ. À, sẽ làm một ít kia. Mỗi thứ một tí vào. Đây. Đây này. À, đỗ này thì chưa ra quả, nhưng mà mình ăn ngọn. Ăn ngọn đỗ nhá. Ăn ngọn. Nói chung là yên tâm về rau nhà mình, không có thuốc trừ sâu, không hóa chất. Ui. Sao? Ừ. Quả đấy chưa ăn được. À, xem nào. Tuần nữa là ăn được. Rau gì nữa đây? À. Rau này. Rau này làm thơm này. Đỡ đỡ tanh cá. Ờ, rau này là rau quên tự dưng anh quên mất tên. Thanh hào. Ờ, rau thanh hào. Rau thanh hào để ăn với cá đấy. Đỡ bị tanh mọi người. Thường thì nấu canh cá thì bắt buộc là phải có rau thanh hào nhá. Đấy. Mỗi thứ một tí bây giờ phải cho nồi nữa này. Từ từ mỗi thứ một tí. Ủa mày lái này thì mỗi mày ăn à? Ăn mỗi thứ một tí thôi. Đấy. Ngoài này thì có rau sống. Rau sống thì tí nữa ở gần đây mình với cái là được. Bên này thì có xà lách với rau sống các kiểu thôi mọi người ạ. À, rau sống bên này rau sống hả? Có một món anh chưa ăn bao giờ nhưng em biết người ta hay ăn món đấy. Nếu cả mẹ em với cả người ta, các ông bà cũng hay ăn. Ăn gì? Món rau mần trầu. Mần trầu là gì? Là cỏ. Cỏ đây, cỏ đây mà người ta ăn thay đấy ở mát. Cỏ nào? Cái cỏ này này. Đâu? Đấy, mấy cái cỏ này này. Mấy cái cỏ này này. Cỏ cho bò ăn ấy. Thôi, mày ăn đi. Cái cỏ này người ta còn làm nộm cơ. Ừ, lấy mà làm nộm. À, ở đây là rau
rau rau rau sống, rau 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 này là rau gì nhỉ? Quên. Xà lách à? Rau diếp. Đâu? Đây là rau rau gì nhỉ? Tự dưng lại quên mất. Thôi, tí nữa nhớ ra là xong. Cái rau này giống rau bao nhỉ? Trông nó như thế này thôi nhá, nhưng mà thật chất đây là than củi nhá, than củi khi anh em mình đốt thừa mẹ mình bón luôn vào đây. Ơ nhưng mà bón than làm gì cho sót rau nhỉ? Rau muống này. Đấy gọi là chất dinh dưỡng đấy. Là đây, cho mọi người xem rau nhà mình nhá. Đây, mọi người thấy sạch không? Nói chung là cực kỳ sạch nhá. Sáng nào mẹ mình cũng tưới, thế nên là cứ yên tâm. Không phải yên tâm luôn. Đấy, ai bảo không xôi. Xôi như ác quá, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Anh cho em nghe một cái sâu sống à. Đây. Ui trời ơi. Ăn ở đây nhá. Khoái nhất là vặt rau sống ăn luôn mà mới phê. Tuyệt vời. Tao tưởng mày thích ăn con nhộng cắm. Cho mày ăn món khác đã. Ăn món gì? Thịt cá đâu á? Cá đây, nhúng. À nhúng à? Sợ. Tôm hùm Alaska này. Sụp sụp luôn. Chín rồi nha mọi người nha. Cho vào. Cuốn. Mình sẽ làm một miếng thập cẩm luôn. Tù vả ếch đâu? Đây. Ếch có cái tù vả, đây là gọi là cái dạ dày của nó cực kỳ ngon nhá. Cái tù vả ếch là cái ngon nhất trong con ếch đấy mọi người ạ. Nó giòn lắm. Đấy, bây giờ thêm miếng. Ôi mày cắt tâm miếng thịt bò Kobe. Ok luôn anh ơi. Nhúng thịt bò Kobe. Anh được có em con rau. Này. Rau nghề. Đấy có miếng nhỏ. Bỏ đi. Thì dài đấy. Thôi đây. Thôi đây mày. Ôi chết rồi, cái tu vào của tao đâu rồi? Nó trôi rồi, anh muốn ăn anh phải gắp nè. Sao bắt đầu cuốn? Tại sao mình không cuốn được như người ta nhỉ? Đấy. Người ta mỏng. Sẽ thêm... Thôi được, lấy lại tu vào khác. Trời trời trời. Cho đầy đủ các món nhá. Mày, ui trời ơi. Đầy đủ các món. Mày đưa anh mượn con dao. Đây. Làm một miếng thịt da điểu. Đâu rồi? Đây anh ơi, anh nhìn là ăn nó phải đẳng cấp này anh ạ. Chuẩn bị bỏng lột mồm. Bỏng lột mồm này. Đây, ếch chín rồi. Tì hưu chín rồi. Lấy một cái đùi nó ra này. Đấy, lấy một miếng đùi ra. Đùi ếch chắc chắn không? Đùi ếch này chắc chắn là đùi ếch nuôi. Đấy. Còn cái gì nhỉ? Cái đa điểu đâu ấy? Cánh đa điểu đâu ấy? Cánh đa điểu tận dưới ạ. Đó, một quả trứng này. Mình sẽ làm một phát tổng hợp nhá. Mùi cay nó xông lên. Em tìm cái ra điều đó. To thế mà tao gắp mãi không trúng nhỉ. Đây. Đây. Mình sẽ xẻo lấy một miếng. Chắc bên ngoài chắc là chín rồi. Ôi, chưa chín lắm. Đấy. Còn đâu cho vào lại. Đấy.
chưa chín lắm đâu. Bây giờ bắt đầu sẽ gói này. À đâu, từ từ. Đập quả trứng ra trước. Trứng cút lộn nha mọi người nha, trứng này là trứng cút lộn nha. Ui. Ui. Ngon đấy, em phải làm quả cút lộn đây. Rồi, một trứng cút lộn này. Bỏng không? Cánh đà điểu này bỏng lắm. Sôi sung sục này không bỏng là lạ. Cánh đà điểu này. Đấy. À, đùi ếch này. Ôi thôi, trứng cút lộn của tao. Đùi ếch này. Lấy lại quả trứng ra. Đùi ếch này. Tôm này. Còn gì nữa nhỉ? Ôi xúc xích chưa cắt ra này. Đi em. Cá này. Em khui à. Cá thì mình chỉ nhúng qua thôi. Mình thích ăn nó theo kiểu là hơi sống sống một tí. Đấy. Vẫn còn thiếu món nha. Thêm nhưng topping mà... em, thêm topping. Ấy, thái ra. Cái nó mới ngon anh ơi. Cái này nó hơi to nên mình sẽ quệt luôn nước chấm vào đây. Ăn đến đây nó mới đẳng cấp này. Đầy hết. Được rồi. Mình thử ăn thử cái rau đỗ nhá. Đây. Cái rau này là của cây đỗ. Anh ơi. Anh ăn kim chi chua đúng không? Lẩu này ngon lắm. Đỗ này. Đây. Cây đỗ này. Cái đỗ này nếu mà ăn rau nó thì hơi nháp nháp một tí. Thường thì người ta chỉ ăn quả đỗ thôi. Mày bóc tôm lười lắm nè. Cứ nhả vào trong rồi nhả bã ra. Hồn như ống. Nóng quá. Ngon ghê. Kim chi củ cải. Bé chi. Wow. Kim chi nhúng lẩu ăn ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Đây. Kim chi nhúng lẩu phải ăn với cái này này. Thật luôn. Mày cứ lấy cái lát cá này mày nhúng một phát xong mày cuốn vào kim chi mà ăn. Thôi tuyệt vời luôn. Đẳng cấp luôn này. Thế thì em cũng phải thử một phát. Đây. Úi da. Đây, ăn sống luôn được. Không. Cá này nhúng phát thôi. Đừng có nhúng lâu, mất ngọt đấy. Đấy. Các bạn là thái mỏng. Đấy, thái mỏng. Đấy, thái mỏng. Mỏng như tờ giấy này. Quệt nhúng phát là quấn vào kim chi. Rồi được rồi. Được rồi, chín mất, được rồi. Chứ nát bố rồi còn đâu. Vừa chín tới thôi. Chu. Ok. Bây giờ nhá. Ăn nó phải như thế này này. Lấy cái kim chi ra trước đã. Đặt chuẩn bị sẵn sàng. Đó bát. Một miếng đây sẽ là coi như là ăn gỏi cá nhá. Đó. Đây. Tuyệt vời luôn. Hết sảy luôn. Úi giời ơi, nhộng tới là nhộng. Đây. Đây. Món yêu thích nhất của Ma Đệ đâu ạ. Cứ côn trùng là Ma Đệ thích. Con này thì mình ăn nó bị dị ứng nhưng mà. Là gì à? Chết hết. Vê sầu nào. Vê sầu, châu chấu, bọ xít tưng tưng. Nó
để nhậu tầm, kể cả con mẹ nó còn sâu dài như này này, mà đây cũng thích ăn luộc, ăn luôn đúng không? Ăn luôn không? Đâu? Tớ vừa thấy có con bò gì mình cầy. Con đấy là con nhậu bí. Đấy, 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 đấy. Có một con màu xanh cơ. Đấy, màu xanh ăn ngon. Sâu rau không chơi được. Sâu rau sạch chứ sao? Anh ăn không? Sao con sâu này ăn được? Anh ăn không? Tao dị ứng, tao không ăn được. Không. Đây, để tao kiếm cho. Không ăn được. Đây, đây. Ăn không? Không, không, không. Không ăn đâu. Sao người ta không ăn sâu rau nhưng mà ăn sâu tằm, ăn sâu chê? Sâu tằm người ta không phải đợi chín nha. Ờ, sâu chê. Sâu này tao nhúng vào cho là chín là ăn được. Không, tưởng á. Tưởng. Con sâu này mình ngon này. Nói chung là cái nồi nước lẩu của anh em mình cực kỳ ngon nhá. Nhúng cái gì vào cũng ngon. Mọi người à, mọi người ăn lẩu ấy cho kim chi vào. Ăn ngon lắm. Nước xương này và nước lẩu Thái này rồi một số gia vị khác không cho kim chi vào. Đây. Lẩu Tứ Xuyên nhá. Lẩu Tứ Xuyên gọi bằng cụ luôn, nhìn cái nước lẩu là biết đấy. Anh ơi, quấy quấy lên cho cái nào chín là nó nổi lên. Lẩu Tứ Xuyên là mình ăn cũng khá là nhiều rồi nhưng mà không phải là Tứ Xuyên thật mà toàn thấy là để biển lẩu Tứ Xuyên ở dưới Hà Nội ấy. Cái này múc nhanh được không nhỉ? Được. Cái này không, kể cả múc thoải mái. Cái này là nước, không phải là dầu. Đấy. Ấy. Gỏi gỏi. Trời, nó nhiều tí. Cứ mau đệ nó ăn phải vừa mồm. Ăn nó phải phê mồm. Ấy,